Phòng 902 đang ở trước mắt. Đồ ngốc, đây vẫn là tầng 9 sao? Chúng ta có đi vào không? Lý Thiên nhìn vào tôi, hai đứa kia cũng nhìn tôi. Tôi nhìn điện thoại trên tay. Đã 7 giờ 59 rồi. Chúng ta chỉ có thể đặt cược một lần. Tụi bay tin tao. Được. Nếu tụi nó không tin mày, tao sẽ tin mày. Đi. Người nói câu này là Chí Phèo. Nó là người đầu tiên hoài nghi tôi. Nhưng bây giờ cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi. Nó nói vậy, hai đứa kia cũng nghe theo. Cuối cùng, chúng tôi bước vào phòng 902 trước mặt. Nói về lớp học này, nó so với lớp chúng tôi đã học thời trung học, có một cái gì đó khác nhau. Bên cạnh bục giảng là hai cái thùng màu đen. Ngoài ra còn có một cung tên không rõ từ thời nào, cũng không biết dùng để làm gì. Dù sao, nó cũng mang đến cho bọn tôi một cảm giác ớn lạnh. May mắn thay, các thông báo đột nhiên phát trên màn hình trước bảng đen. Tôi nhìn rõ các ký tự trên đó. Chào mừng đến với phòng học 802. Lúc này bốn người bọn tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chí Phèo còn nhấn vào nút like cho video. Một người đàn ông trung niên bước vào lớp. Ông ta trông rất kỳ lạ, đội mũ thời xưa, mặc áo dài nam, một bím tóc ở phía sau, giống như những người thời xưa mà chúng tôi thấy trên TV. Ông ấy còn tự gọi mình là tiên sinh. Gấu ngốc, nhìn đằng kia kìa. Lý Thiên ra hiệu cho tôi nhìn về bên trái. Tôi nhìn thấy một hàng nam nhân ngồi bên kia. Không chỉ khoác áo dài giống vị tiên sinh kia, mà còn có kiểu tóc dài, được buộc theo từng thớ. Tôi cuối cùng cũng nhận ra, đây là kiểu tóc điển hình của nam giới thời nhà Thanh. Đôi mắt của bọn họ đều trắng toát, không có lòng đen nào cả. Giống hệt với đôi mắt của tụi bạn phòng bên cạnh mà tôi đã gặp lúc sáng. Lúc này Tiểu Hồng lấy điện thoại ra, có vẻ như muốn chụp lại tụi bạn kia, liền bị tôi đập một cái. Trong lớp học, đừng hoảng hốt nếu nhìn thấy bạn học kỳ lạ. Càng không được lấy điện thoại chụp lại. Mày quên rồi sao? Tôi nói nhỏ. Lý Thiên nghe được liền cất điện thoại đi. Xin lỗi, tao gần như quên mất. May quá, may quá. Nhưng lúc này trong lớp vẫn có đứa không tin vào chuyện này. Có ba đứa bạn, không chỉ lấy điện thoại ra, chụp ảnh bọn người kia, mà còn trêu là tụi nó chơi trò mèo. Được thì đi mà chiến đấu với thế giới giành lấy Giang Sơn đi. Ha ha ha. Sau đó là một tràng tiếng cười trong lớp. Sao họ lại dám làm vậy chứ? Bọn nó không sợ sao? Tôi còn chưa kịp nói xong, vị tiên sinh trên bục giảng đã hét lớn. Trong giờ học không được dùng điện thoại chụp ảnh. Các bạn đã vi phạm quy tắc, chúng em chỉ chụp ảnh. Quy tắc cái gì chứ? Hơn nữa, lần nào cấm mọi người không được chụp hình trong lớp. Tiên sinh đó cau mày, tức giận, chấp nhận hình phạt. Chấp nhận hình phạt. Xong rồi, các bạn mau bỏ chạy đi. Tôi muốn hét lên vậy nhưng không dám. Sau đó, tôi nhìn thấy ba nam nhân kỳ lạ. Đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào ba đứa bạn chụp hình lúc nãy. Sau đó tay và chân của họ dường như cứng lại, như thể bị một thế lực nào đó kiểm soát. Và những gì xảy ra tiếp theo làm cho bọn tôi sợ hãi không thôi. Bọn người này chọc tay vào mắt. Sau đó ba đứa bạn chụp ảnh cũng làm theo một cách không kiểm soát. Một vài tiếng hét vang lên, ba người bọn họ làm cho máu chảy ra khắp nơi. Mọi người trong lớp hét lên sợ hãi. Tôi chỉ nghe vị tiên sinh phẫn nộ nói lớn, cả lớp hãy giữ im lặng, nếu không thì coi như vi phạm quy tắc. Ngay lập tức, cả lớp chìm trong im lặng. Nhưng cái cảnh này, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới không sợ hãi. Tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thằng Tiểu Hồng lúc này muốn chụp hình, nó sợ hãi đến mức mồ hôi chảy đầy người, tay không ngừng run rẩy. Vào lúc này, tôi nhìn thấy hai đứa bạn lẹn vào bằng cửa sau của lớp, lặng lẽ ngồi bên cạnh chúng tôi. Tôi nghĩ thế là ổn rồi, vị tiên sinh kia đã quay lưng và không nhìn thấy hai bạn học này. Nếu không, bọn họ coi như xong rồi. Vừa mới nghĩ vậy, đột nhiên đầu của vị tiên sinh quay ngoắt 180 độ. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai bạn học vừa rồi một cách hung dữ. Phải có mặt trong lớp lúc 8 giờ, không thể đi trễ, các em phạm quy rồi, phải bị trừng phạt. Nghe vị tiên sinh nói vậy, một trong hai đứa nó giải thích, không phải thầy giáo, lúc này thang máy vừa bị hỏng. Bọn em bị kẹt một lúc lâu mới có thể ra ngoài. Có phải thang máy ở tầng 1 của tòa nhà không? Đúng, vì vậy việc này không phải do bọn em. Sao biện, tòa nhà này không có thang máy ở tầng 1. Em nói dối, em đã vi phạm quy tắc, phải bị trừng phạt. Sau đó đứa bạn còn lại nói to. Cái quần đùi gì vậy? Không phải chỉ đi trễ một chút thôi mà. Thầy la hét cái gì chứ? Tôi đến lớp của thầy là đã giữ thể diện cho thầy lắm rồi. Đi dạy mà còn mặc đồ như vậy. Tôi còn chưa nói việc thầy không tôn trọng lớp học đâu. Tôi sẽ đến văn phòng để kiện thầy. Bạn học này vì đến muộn nên chưa thấy cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi. Nếu không nó sẽ không bao giờ dám nói như vậy. Lúc này vị tiên sinh cười kỳ quái. Được thôi, em lại vi phạm quy tắc rồi. Lại vi phạm sao? Tôi nhớ ra rồi.
Một trong những quy tắc trên thông báo, đó là phải đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên. Vị tiên sinh cố dụ cho bạn này phạm quy. Người đâu, mau đứng dậy, tiên sinh ra lệnh. Những học sinh bím tóc thời nhà Thanh vội đi đến chỗ hai bạn học đi trễ. Hai bạn này vốn dĩ muốn chạy trốn, nhưng không biết tại sao, giống như họ bị hút vào chiếc ghế bên dưới. Dù cố gắng thế nào, cũng không thể đứng dậy. Một số người kỳ lạ đã giữ hai bạn học lại. Hai người nhà Thanh mang đến hai cái thùng lớn. Họ muốn làm gì? Lý Thiên bên cạnh tôi run lên vì sợ hãi. Ai cũng biết là hai cậu bạn này đang gặp nguy hiểm rồi. Vừa nghĩ xong, hai bạn học đã bị đặt vào hai thùng đất lớn. Ngay lập tức tôi nhìn thấy có rất nhiều bò sát chui ra từ bên trong. Rết, bọ cạp và cá rắn. Tụi nó bò lên cả mặt hai bạn học, không ngừng cắn bừa bãi. Lúc này, tiếng hét thấu tim vang lên trong lớp học. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn đứa bọn tôi cũng run lên vì sợ hãi. Thậm chí Chí Pheo còn kéo bọn tôi, nói rằng muốn ngồi bên phải, bởi vì những con bò sắt đó đã chui ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị di chuyển, chợt nghe thấy tiếng hét. Súc sinh, bọn bay đều là lũ súc sinh, tôi sẽ đi gọi cảnh sát. Vào lúc này, một bạn học đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra cửa lớp. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo không thể khiến bọn tôi cảm thấy không điên rồ. Lé lên một cái, hàng loạt mũi tên được bắn ra từ phía sau. Bạn học gục ngã ngay tại cửa. Trong giờ học không được đi ra ngoài, vi phạm nội quy phải chịu trừng phạt. Vị tiên sinh đó cười đắc chí. Cái gì vi phạm sao? Không đúng. Tôi nhớ trong số các quy tắc sáng nay, không có cái này. Sao lại vi phạm được? Lúc này cả bọn Chí Phèo, Tiểu Hồng và cả Lý Thiên nhìn tôi cùng một lúc. Có phải trên những gì phát trên thông báo, cái cuối cùng đã bị gián đoạn? Nếu một quy tắc được thêm vào lớp học, thì người thêm quy định phải chủ động. Chủ động cái gì chứ? Các bạn học sinh, đến giờ học rồi. Vị tiên sinh cầm một cuốn sách không rõ tên, bắt đầu đọc. Quan quan cửu cửu, ở cạnh bên sông, cô gái đẹp của ông, quý ông là tốt. Cái quần đùi gì vậy? Không phải nội dung học, nhưng để cứu lấy mạng sống của mình, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Thấy hai bạn học bị bỏ vào hũ đất kêu lên trong đau đớn. Tôi thực sự muốn cứu bọn họ, nhưng quả thực, lực bất tòng tâm. Còn cái mà gọi là tiên sinh kia, rõ ràng là muốn dùng quy tắc để tra tấn bọn tôi, thậm chí là muốn lấy mạng bọn tôi. Tôi rốt cuộc phải làm gì mới được đây? Đột nhiên tôi có một ý tưởng. Tôi nhớ ông tôi thường nói, vạn vật trên đời đều đề cao sự cân bằng âm dương. Có tăng thì phải có giảm, có cộng thì phải có trừ, nếu không thì thế giới sẽ loạn. Đúng rồi, có cộng phải có trừ, tôi hiểu rồi. Vào lúc này, vị tiên sinh đó đã đi đến cạnh bốn người chúng tôi. Anh ta liếc nhìn bọn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng, anh ta dán mắt vào Lý Thiên. Cô gái đẹp của tôi, quý ông là tốt, tiếp theo là gì? Em trả lời. Anh ta chỉ vào Lý Thiên. Hành vi so bì, dòng chảy về xuôi, cô gái đẹp của ông, luôn luôn mơ về, tôi thì thầm nói. Nhưng Lý Thiên không nghe rõ, vẫn run lẩy bẩy, thậm chí còn quên cả việc đứng dậy trả lời. Đứng dậy, mau đứng dậy trả lời. Tôi bất lực dùng tay kéo nó. Chí Phèo cũng liên tục nháy mắt với nó. Cũng may, đôi chân của Lý Thiên cuối cùng cũng di chuyển. Tôi nghĩ sẽ không sao nếu không trả lời được. Nó không vi phạm miễn là đứng lên trả lời. Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến bọn tôi giật đứng người. Một nam nhân tóc nhà Thanh đi đến, dùng một tay để nhấn Lý Thiên xuống. Giáo viên đặt câu hỏi trong giờ học, phải đứng dậy và trả lời. Em đã vi phạm nguyên tắc này và phải chịu trừng phạt. Vị tiên sinh đó cười đắc chí. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.